Ok, xin chào các bạn. Mình chơi tiếp cái lần trước luôn. Nghe chúng ta vẫn còn đây là mấy con rồng kinh phết nhỉ. Cho anh Sivando. Sivando này không dùng để hồi máu nữa. À, việc chó thì nhà mình cứ ngủ mẹ ban đêm ấy. Đánh rất nguy hiểm. Kinh, anh luyện kiếm á. Ông này ông luyện ông này ông luyện công. Mấy nhân vật này có vẻ nghiêm túc phết này. A word, if you please. Spectral Sentinel. Thằng này nó đừng nghe nó xem. Ok, mình sẽ xem đúc một số cái gì. Cộng 1 là Fun Side Fork. Hiện tại chưa có vũ khí thì xịn lắm. Platinum Claw này. 11.600. Mình bây giờ mình cảm thấy là mình phải cần cái khiên rất là tốt hơn. Great Shield. Dragon Shield. Mũ này. Helmet. Cái này là ông này có rồi này. Ừ, cái này của ông này ông có rồi này. Glow này. Cái này. Ông này là cái này ông chưa có này. Cái này là mất bao nhiêu? 3.000 tiền á, what the. Thôi được rồi, mình vẫn phải ấy thôi. Ok, đầm 4 phát này, quát bát. Ui, double luôn là ngon ấy. Next time if we double. Double cái này là. Ui, nhiều quá. Lighten bát. Ok. Finish. Nghe được cộng 1 rồi. Không được cộng 2. Nhưng mà mình nghĩ được cộng 1. Cộng 1 ok. Perfection Perf. Rất là nhiều cái anti-free này. Full Moon này, cái gì này, Sleep Attack Shield Away này. Mù này, cái gì này. Nhiều quá nhỉ. Đúng không, mình phải bỏ thời gian mình ngồi mình nghiên cứu mấy cái này. Chống độc này. Như lúc nãy mà mình không, cái này búp gì đấy. Búp chỉ số. Devil Tail. Nè, lúc nãy mà mình phải búp được cái này này. Cái Devil Tail này để đỡ bao nhiêu. Sorcery Stone. Boost Spell Card. Đóng mẹ lên đi nhỉ. Nghe nó chống lại một số cái gọi Dark Magic. Double Wampi. Này phải Triple Wampi thôi. Không double này. Bát này. Perfection. Đi vô theo cộng 3.
Ok, mình nghĩ là quá đủ rồi. Chúng ta đi nè. Đi gặp Jay. Ngủ đến sáng ấy. Bây giờ nó mới cho mình đi gặp cái cô Jay. Tương đối mệt. À, từ từ để mình nhớ mà. Mình nhớ là cái đoạn là qua cái chỗ Galopolis kia là bây giờ là mình có thể làm được nhiệm vụ luôn. À, đấy đấy chỉ là một cái nhiệm vụ nhỏ, mình nhớ đấy. Ơ, không nhớ à? Ok, đi tiếp. Chỗ này là nó gọi ngựa đi. Rồi mình không chơi mấy con này, nó mệt quá. Đi cứu Jay càng sớm càng tốt. Jay là bị cái con kia nó nó giở trò. Con quái mấy mắt à? Ba mắt à? Khiếp, cái đoạn flashback đấy mà ôi dồi ôi, nói kinh khủng luôn. Mình là rất là người rất thích cái mấy cái cốt truyện ấy, story, nhưng mà mình phải công nhận là cái những cái đoạn đấy là nó hơi bị dài dòng một chút, hơi dài dòng một chút. Đó. Kể đi kể lại flashback cái này cái nọ, trên thực tế là nó không có gì gọi là nói như nào nhỉ, không có gì quá nhiều cái mới để mà chúng ta phải không biết ấy. Bởi vì là chúng ta cũng rất biết rất nhiều, ví dụ thì là cái ông kia, ông ấy bị thôi miên thì mình biết rồi đúng không? Cũng chả có gì phải làm mới mà. Cái ông vua của cái Heliodo ấy. Nên là ví dụ nhiều đoạn thì nó kể lại nhưng mà nó rõ hơn, nhưng mà cũng là biết rồi ấy, trùng lập ấy. Nên là nó cũng không có gì gọi là quá ngạc nhiên lắm ấy. Thì là cũng rất là nhiều người ta cũng biết là cái ông kia, ông ấy bị cái thằng kia nó nhập vào rồi mà, đúng không? Biết từ cái đoạn đấy rồi. Nên là kiểu như là cái cốt truyện nó chỉ cũng thế đã lộ diện rồi, nhưng mà bên nó cứ kể đi kể lại ấy. Thằng này vẫn đứng đây á? Relax and Anna. You ain't in Octagonia to let your hair down. Why else would anyone come here? Everyone's been miserable since it got all dark and that, right? See where people come to forget all this stuff. Horrible stuff. I met this girl on the road as it happens. She says she had a dressed all funny she was. One of them a beautiful martial artist, huh? Think it could bro. There he is. I thought he'd never show up. Well, it was nice talking to you. Maybe we'll bump into each other in time. You took your time. Where have you been, you plonker? We got fun to be having. Here. Octagonia. It has been a long time. Anh này hồi xưa cũng đánh võ đài này. You never know. Lần cuối đến đây là thua con ba mắt này. Sau cái hội này khởi nghĩa sao, nhưng mà cuối cùng là bị cái bọn con ba mắt này nó bị cả đã bị con ba mắt đánh gục. Fugitive. Ừ.
Bây giờ cái chỗ này nó sửa thành của con này rồi. Didn't this place used to be funner looking? Ugh, and what's with that ugly, ugly statue? So tacky. Welcome Octagonia. Kiểu chỗ này bê thành quản lý mới. A monster. Be on your guard. Oh, come now. There no need for all that. You're in the new Octagonia. There's no fighting here anymore. Only fun. Chỗ này là chỉ có không đánh nhau nữa. You to hot. So uncivilized. Ô, lại casino á? Thanks to Booga. Best and most beautiful of the spectral sentinel. Why don't you step inside and chance your arm? It's just must. A casino run by monsters, eh? Casino. It all sounds a wee bit fishy to me. Still, we'd better go and take Jay may be inside. Casino thật. Đây, cái bọn Nhật này nó rất thích cái casino trong game nhé, không hiểu sao. Bây giờ monster này là thành phục vụ trong casino ấy. Welcome to Octania. Thằng này là cũng đón tiếp mình vào đây. Đây là lễ tân này, là con Robin này. Got here Octagonia. Promotion. Ok, phải lên tầng 2 này, có thể đánh bài. À, chỗ này là casino này. The best in Arendelle. Bây giờ quái vật này làm business này. Thế bây giờ trong game này có hai cái chỗ casino lận. Con này là cũng dịch vụ gửi tiền. Con này là ngủ đây. Con này là cũng làm việc trong ngân hàng à. Rất là hoành tráng. Ừ, 74.000 à. Wow, tiền rất là nhiều luôn. Tầm này là mình có thể là mình nghĩ là mình có thể mua đồ trong shop này. Có một số nào mà đồ nào muốn mua lắm ấy, có thể mua đồ trong shop. Đây nó bảo là isn't open đấy, chắc bao nhiêu đẹp thế. To join the line, yeah. Chỗ này nó chỉ có cái slot machine à. Nó chưa có cái casino vẫn đang xây dựng. Octagonia. Để mình xem cái giải thưởng đây là nó cái gì nữa. 2.000 casino token. Cho kinh đấy. À, token exchange đúng không? Mình nhặt được nhiều phết mà. Thằng nào bình thường mình là mình nhặt được mấy cái token exchange, monster token cái gì đấy. Chỗ này là... Chỗ này đổi đồ. Cái này là 10.000 token này, được cái này. Captive single enemy. Bắt à? Cái gì này? Cái là 1 triệu. Wow. Có thể cày rất là nhiều rồi. Đây là slot machine này. Cái này là nó giống ở cái chỗ kia. Cái này muốn đánh slot này thì chỉ cách là cứ xếp rồi chơi thôi. Nếu mà ăn được thì nhớ tiếp, không ăn được thì té thôi. Cái này là rất là kinh luôn nhỉ. Cái của mình là được 2.000 mấy luôn á. Ok, chắc là mình sẽ nhớ vào ấy. Rồi mình sẽ chơi off screen để farm cái này ấy. Con này lại con TikTok cái gì này. Con này lại tiết lộ cho mình cái mật khẩu. Ok, cứ đi một vòng xem có gì.
này, quán bar này. Chỗ này là khu ăn chơi thoát lạc cho quái vật monster. Nên bọn đánh nhau. Nó không đi được, what the f. Okay, pay for roulette, but it's for VIP. If you really want going, you have to say I love potion. Say love potion, I might consider. Bring me love potion. Oh. Qua love potion là phải đánh bài này, ăn được rồi. Wow. Đánh đến đổi được cái này. Love potion là mất bao nhiêu? 10.000 á, ôm lại cái. Ôm lại. Thế là mình bắt, bây giờ nó bắt buộc mình phải chơi slot à? Ôi trời, đi farm rồi, quả này phải đi farm. Tìm cách nào đi. Ok, xin chào các bạn. Mình chơi một lúc sau mình nhớ đi nhớ lại, mình chơi cái máy rất là to. Cái máy gọi là đánh đặt một phát 900 đồng ấy. Bây giờ chúng ta nhảy đã phát lên được 73.000. Tiền rất là nhiều luôn. Token bây giờ 18.000. Silver Sprint chắc mình sẽ thử một lần, một số cái lần nữa. Bây giờ là chúng ta còn thừa điểm để mà... Mình không hiểu là cái Silver Sprint kia là cái gì. Nhưng mà về cơ bản là cái này hình như là nó cho mình ăn rất là nhiều rồi. Lại 18.000 nữa. Này bảo sao nó cho mình có cái lựa chọn là 1 triệu token. Sao cái lượt quay này mình đang thắng to thế nhỉ? Ui, 3 con 7 luôn á. Holy. Úi giời. 5 con 7 luôn á. Úi giời. Jackpot. Sốc luôn. Ui giời, đánh bao nhân là bao nhiêu? Jackpot này là nhân... Ui giời. Jackpot này là nhân mấy nhỉ? Jackpot này lên 1 triệu à? Mình không hiểu là cái Silver Print này là như là... Mà ăn to đấy nhỉ? 300.000 token á. Ui vãi. Ui giời, nhà số nhảy. Đặt cao nhất xem. Chúng ta còn cái Silver Print là 11. Là mình không biết cái Silver Print kia là cái gì mà ta ăn lắm đấy. Úi dồi. Lại 500 nữa. 500 jackpot kia là 300.000 à. 300 đúng không? Đây là 150. Jackpot kia là double. Cái này là một nhân 1.000 lần à. Kiểu casino mới mở ra mà nó dễ dã kinh đấy. Sao mình không hiểu cái Silver Print này là cái gì mà ăn ác thế nhỉ? Ui. Úi dồi. Úi dồi. Như hack ấy nhỉ? Lúc nãy là mình bảo các bạn là mình chơi, nhưng mà trên thực tế là mình chơi có vài phút. Sao chơi cái máy to này nó nhân kinh khủng quá. Hay là trong game này là cái đoạn này nó... Hay là trong game cái đoạn này là nó cho mình nhân đấy nhỉ? Nhân rất là khủng khiếp luôn. Jackpot thì mà vèo vèo này. Ui lên 953 token này. Silver Print của mình còn 9 lần à. Không hiểu là cái Silver Print này là cái gì. Ăn ác thế nhỉ. Why. À why này nó why này nó sóc lại một lần nữa. Ăn 300 luôn á. Đánh kiểu gì cũng thắng à. Mẹ quay kiểu gì cũng thắng à. Không, có mấy lần đầu là mình quay thua. Nhưng mà không hiểu sao là cái lần này mình quay ác ấy. Silver Print còn 8 lần này. Nói chung là bây giờ thừa để ăn à. Lại 3 nữa. Úi dồi. Lại 60.000 nữa. Trong cái Love Potion thì có 10.000. Ôi, lại còn quay thêm phát nữa. Úi dồi. Cái này nó đùa mình à? 600 luôn. 600.000.
Cái này là 1 triệu 7 à, 180.000. Còn jackpot kia là 500. Này là 1 triệu 221 token. Đặt là 600, 600 nhân với là 600 à, 900 nhân 600 à. Ui dồi, jackpot à. Ui dồi, cái gì này? What the f... Ui, jackpot gì 3 lần nhỉ? Ừ. Riêng cái nhạc nó nhảy đã mất bao nhiêu thời gian này. Kiểu ăn giải to nhất rồi nhỉ. Để từ xem jackpot này nó nhân bao nhiêu. 900 900 nhân kiểu gì lên 300 nghìn nhỉ. Nhân 400 lần à. 400 400 400 lần đúng không. Úi giời, tiền nó cộng. Mình còn 6 lần silver print. Cái silver print này như ở quay là trúng nhỉ. Úi giời, 3 tiếp này. 3 tiếp này. Cái này nó bảo là nhân 600. Nhưng mà không phải là chỉ ăn được 300 mấy nhỉ. À đâu, đặt cái này là đặt một hàng là 100.000 chứ. Đặt một hàng là 300, 300 nhân 600. 300 nhân 600 là bao nhiêu nhỉ? 1.800 á. 3 tháng ngủ đúng không? Thế là từ đấy 100. Kia là 100, 300 nhân 600. Ui giời, loạn hết cả số lên. 100 này. 300 nhân 600 thì là kia. Thế kia là 1.000 lần. Nhân 1.000, cái jackpot là nhân 1.000. 3 gắn 7. 4 gắn 7 á, ôi dồi ôi. Đã nhân 500. Ui, nó lại quay thêm một lần nữa. Đừng bảo jackpot thế. Ô đùa. Hay là cái đoạn này nó... Hay là cái đoạn này là nó script để cho mình ăn rất là nhiều tiền nhỉ. Ăn thì toàn vài triệu này thì... Ui dồi, tiền lên. Đây mà lên 2 triệu này. Token lên 2. À, token này ăn dễ đấy nhỉ. À, còn 4 lần silver print nữa. Không biết là còn ăn bao tiền nữa. Cái này cứ quay là trúng đấy. Ăn còn béo đấy. Được 100. 100 à. À đâu, được 20. À, vẫn ăn được 6.000. Mẹ cha kinh thật đấy. Cứ quay là trúng. Y 7, 2 gắn 7, 3 gắn 7. Ăn 100. 100 là 3 này. Là 30.000 này. 100 là 30.000. À đúng rồi, 300 một lần. 130. 30.000 100. 100 nhân 100 nhân 300. À đâu, 100 nhân 100 là 30.000 đúng không? Ui, lại jackpot tiếp à? Ui, đùa luôn. Mẹ, cứ như hack nhỉ. Quay jackpot mà cứ như dễ hơn cả chơi quay kìa. Bây giờ là mình còn một lần silver sprint. You want to play, bây giờ chơi hết cái kia rồi bỏ. Ui giời, đừng bảo lại jackpot tiếp nhé. Máy nó hack bố rồi. À nó 4 cái này. À, 150.000, wow. Quay nốt một lượt nữa rồi đi. Silver print 2 triệu token.
Ôi rồi, lại quay jackpot thế rồi. Mẹ đúng là hack mày. Đúng là kiểu, kiểu như là quen chủ casino ấy. Nó giật cho tung hết cả tờ ấy. Quay sập hết cả casino rồi. Cái số tiền là quá kinh khủng rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa được 3 triệu token. Ok, mình phải đi nhớ luôn. That was the last of your silver print. Bây giờ là chơi lại thường thì sẽ là chơi bình thường. Để mình hết chơi bình thường xem nó có... À đúng rồi, cái silver print này thì là nó meta mode này. Cái meta mode thì nó lại cho mình cái silver print này sao? Này. Ui rồi, meta mode 5 cái này. Thì nó boost cái 30 silver print. Now you will earn double the token of any success from print. Ui rồi. Cái này quay được mày nhỉ. Cái này thì earn bình thường. 30 double triple triple cộng với hai con béo kìa. Nên nó tính cái gì nhỉ? 30.000. Từ từ, are you sure? No. Úi giời ơi, lại buồn cái này. Cái này là có điểm của tối đa là 9 triệu token à. 9 triệu token. Đánh sập cả casino đi. Chúng ta còn 26 cái này. 33 này. Úi giời. Ăn. Ăn nó xanh. 30.000 token. Lại quay tiếp phần nữa. Ok, mình sẽ quay nhanh. Cái này sao tỷ lệ sao mình không hiểu sao cái tỷ lệ trúng cái này nó cao ấy nhỉ? Cái này là 4, 30 này. 30 nhân này. Con này là 30 tiếp. Không được 3 con 7 à? Free spin. Đây cái lần đây này, cái lần này thì xịt này. Sao mình không hiểu sao cái lần sao cái lúc nãy ăn ăn jackpot lắm đấy nhỉ? Lại mấy con 7 này. 3 con 7, 4 là 4 con 7 à? 3 con 7 này. 2 con béo này là nó không tính này. Quay tiếp. 3 con 3 này. 3 con 3 là 60. 300, úi dồi. Xanh thế cái trời. Sao mình không hiểu sao cái máy nó xanh thế nhỉ? Kiểu lúc nãy còn lo là không có đủ 10.000 token để đổi cái lớp potion. Nhưng mà bây giờ mình chơi được có mấy phút mà được có mấy triệu luôn. Tôi không thể tin nổi. 4 cái 3, ủa rồi. 300 900 nhân 300 là bao nhiêu nhỉ? À đâu, 300 nhân 300 nhé. 90.000 đúng không? Một hàng là 300. Mình đặt là 3 hàng là mỗi hàng 300 đúng không? Úi giời, 4 con béo này á. 4 con béo này là 300 nhân 200 này. Sao ủa nhân nhiều thế nhỉ? Nhân thêm cái hàng dương thì lại tiền nhiều. 61.200, ok. Dương này nó lại cho thêm mình thêm tiền này. Mẹ chơi này như kiểu hack nhỉ? Token Trove. Tiền bay như nước. 30.000 token nữa. Bởi vì là lúc đầu mình ăn được 10.000 token là mình định bỏ chơi. Nhưng mà bây giờ mình tiếp tục mình chơi. Ăn là toàn mấy triệu token luôn. 7, 7, 3 con 7 này.
Ui dồi ôi, lại jackpot thế rồi. À, 500 à? 500, 300 x 500. 150.000. 100 này. Sao cái đoạn kia nó bảo là Silver Queen là được double mà mình không hiểu lắm. Để chơi được đến 4 triệu rồi mà. Mẹ cái casino thật mà chơi được cái này thì nó vỡ cả sòng bài của nó. Ôi giời, lại meta mode. Đùa, tăng thêm mát này. Ôi lại tăng thêm này nữa, trời. Ui giời. Ui giời. Ui giời. 3, ui giời. Mẹ trời, gần kinh khủng rồi. 3 x 6 là bao nhiêu? 36, 90.000. 180.000. 700. Ui lại jackpot. Oh my god. Ồ. Ba nhân năm rồi nhỉ. Ok các bạn, mình đã quay trở lại. Mình định chơi đến tầm 9 triệu nhưng mà chắc là sẽ rất là lâu. Nhưng mà mình nghĩ là 6 triệu tương đối đủ thì mình sẽ dừng ở đây. Taking the first step of the road, Gambit Gory the hell of regular slot. Cái này nó gọi là gì? Slot a lot. Bây giờ việc quan trọng là mình nghĩ là mình phải chạy mình đi mình nhớ phát. Mình không biết là cái máy nó có bị lỗi gì không hay là. Nhưng mà dù sao thì chúng ta được tầm 6 triệu token rất là nhiều luôn. Nhờ. Không biết là cái chỗ bình thường là có ăn được nhiều token này, cái chỗ mà Puerto Valo. Chưa bao giờ bỏ thời gian để chơi nhiều cái slot như này. Bây giờ đúng là ăn cái máy to là chơi to luôn, toàn vài triệu luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đổi lớp potion này. Đổi được rất là nhiều đồ nữa cơ. Xem nào. Ta đổi đồ này. Trade them here, ok. Lớp potion. Captive single enemy. Ai cầm cho trời. Cái 25.000 là gì? 1, 2. 25.000 là cái gì trời hiểu. Oh, medicine herb, what the f. 50.000 là cái gì? Ui da. Serious stick. Đồ rất là dởm luôn. Ui da. Cứt ngựa. 50.000, 500.000 à. Quần cọc. Đồ đều. Càng hay đâu càng đều. Thank you. Magic water, what the f. Kể như nó chôn mình nhỉ.
Love potion. Kiểu cái chỗ này nó cố tình nó cho mình thắng ấy. Để đi gặp đây này. Trên này là trên sảnh cao hơn à? Casino kinh hơn. Có nên đeo mặt nạ không? Không phải. Đây là chỗ đánh bài cao hơn. Dây này bây giờ phục vụ chính cái này. More lambs to the slaughter, eh? Ê. Huh? Can it really be? Công chúa. Princess? Henrik, what's a man as dull as you doing in a place as lively as this? Thằng nghe nào thôi miên cô này. I suppose even fine, upstanding knights of the realm need a cheap thrill every now and again, eh? Well, are you ready to play? What's the matter, Henny Wenny? Cat got your tongue? Is the king's little lapdog scared of a bit of fun? I've been pining for a puppy, as it happens. Maybe I'll choose you, if you sit up and beg like a good boy. Jade, listen to yourself, lassie. What's happened to you? Stop all this nonsense and come with us, will you? In case you've forgotten, Mordigan's still out there. We need you. Oh, be quiet, you doddery old fool. You're ruining the mood. Wow, Mordigan's still out there. Well, he can stay out there for all I care. I'm Burgers now. Buga. Ui. Cô ấy thành nô lệ của cái thằng kia. Tởm. Why in the world would I want to join your band of do-gooders? You are a princess of Heliodor. You will behave like one. This den of iniquity is no den place for a lady. You are coming with a... Ất cướp. I'm going nowhere, and you can keep your hands to yourself. What would you know about ladies anyway? Tell you what, why don't I give you a crash course? My foot crashing into your face. Bây giờ phải đấu với cô này. Ôi, đấu thật. I'm going to enjoy this. Stay alert. I have no trouble to fight. Okay, chiến thuật vẫn như thế. Bây giờ chúng ta phải búp. Thế mò ra in đã. Ơ, phúp phúp. Ok. Anh này mất lượt rồi này. Bây giờ soft stand này. Ok. Jay này không mạnh lắm. Jay này chỉ thiên về đánh combat này. Đánh physical. Ông này ông sẽ búp với cô này xuống. Blunt này. Usana. Soup. Uzi. Significant. À, nhưng mà chính lại thì đánh cái chính vậy. Cộng thêm 2 level damage rất là cao rồi. Úi giời. À né kinh phết này. Ông này sẽ sát. Trượt á, what the f- cá bắp này. Dây thì dễ.
Không có gì kinh là phun lửa đây. Ghê phết. Ride at rain 4-1 này. Búp tiếp pha nữa. Hip drop 20 máu ấy à. Lại pop pop á. Pop pop cái ông này. Cho ông này tỉnh lại đây. Snap out. Vẫn không tỉnh. Miracle Salad. Úi giời. Anh này sẽ đánh Hell Splitter. Ui, nhiều trưởng ấy đấy nhỉ. Úi giời. Chết rồi, không ổn lắm. Không ổn một chút nào. Ô đùa, né được này. Ủa lão này vẫn ngủ hết. Dậy đây. Falcon Slash. Úi giời, chém. Sexy Beam. Ủa cái chiêu này đánh mất nhiều máu phết này. Ôi thằng Sivando để đi ngủ á. À? Chết thật. Ngồi cho ông này đi. Sexy Beam. Dậy đi nào. Rồi ngủ ác quá chứ lại. Úi dồi. Còn phê quân mình nữa chứ. Ông này ông búp kia Ride of Rain này. Úi dồi. Con này đánh cái chiêu này kinh quá nhỉ. Ôi, ngủ nhiệt tình luôn. Đánh không tỉnh dậy mới dậy. Ảo vãi. Pup Pup Hendrick. Ui dồi, nó búp rồi. Thế này ngủ ác thế nhỉ. Sustain à. Fermin Fay, Fay theo cái gì này. Con này nó búp mà cái chiêu này khó chịu quá nhỉ. Cho con này tỉnh dậy đây. Chưa thở phải búp hồi máu đấy, multi heal đây. Ok. Hip drop. Mẹ sao con này nó có nhiều chiêu khó chịu quá nhỉ. Pop pop. Ôi, cho con này chết đi. Ui giời, bổ. Accelerate.
Surrender. Give in to me. Úi dồi, 200. Parallax. Ui giời, 300. Mẹ con này chưa pop pop lại khó chịu nhỉ. Ôi, nhưng mà dù sao thì con này nó cũng chết rồi. Không thể nó chịu được nhiệt của mình. Hustle đen rồi. Team mình có nhiều rất nhiều chiêu búp rất là khủng luôn. À, cào đây. Ui giời. Chết đây. Được bao nhiêu? 2.500 kinh nghiệm. Come on now, lassie. That's enough foolishness. Come along with us, will you? Oh dear. Bây giờ lại đánh con rể rách này. Chủ xong bài. Spectre Sentinel. Guga, Spectral Sentinel. The Maker of Hearts. Smasher of Head. We've heard of him, right? Oh, he's the one who turned Dr. Gonya into such a silly spectacle. Cho chồng kinh. Let the kitty cat. Look what the nasty people did to you. King Booga will. Step away from the princess, cút. Fiend. Con quái vật cút. You've come to steal, not after I went. Đừng bảo lại đánh nhau tiếp thằng này. Turn humans into monsters? Does that mean all the others are they? Toàn là người hết à? Of course. Oh my lovely girl, you to be human. Thế là cái bọn này nó biến người thành quái vật hết rồi. There's nothing like making a monster out of a smug human who thinks they've beaten the house. Now listen here, you. Oh, đánh nhau con này thật. Oh dear, I'm afraid my zero tolerance policy. Ôi vãi, đánh với nhau con này thật. À, không biết cái chiêu này là như nào này. You pay for the for what you did for princess. Ok, chúng ta lại phải búp rồi. Ông này sẽ Rise of Rain. Sẽ đắc tiếp đen. What the. Úi dồi, đấm ấy. Decelerate. Now, not so hasty. Khá bóp đi. Con này quật kinh quá nhỉ. Này sẽ là blunt đi nào. Hạ cái damage của nó.
Úi dồi. Hút hút phép à. Right at rain. You'll soon be feeling right as rain. Seductive Dan. Con này có trưởng này khó chịu quá nhỉ. Anh này sẽ búp cái O alignment, holy im, holy im, impenetrate cái gì? Ông này phải hút cái raw magic này. I'll be having that. Is the party over already? Hustle Dan. Mẹ chưa đánh được cái gì của nó hút này. Hút cạn ma mẹ nó hút cạn magic của mình luôn. Ôi trời, mẹ con chó này nó lại chiều mê hoặc cái gì. Cái áo đây. Ui cái gì đấy. Tay nó có tí thôi à. Hem blister. Tỉnh lại đây. Sống lại thật đấy. Ok, ăn đòn. Úi dồi ôi, trường lửa này. Ông này phải hút phép quá. Hết mẹ mana rồi. Ui hết luôn cả mana. Bây giờ phải đánh hai đứa một lúc mẹ cha sao mà đánh được nhỉ? Pep power. Mẹ lại bị cái chiêu mê hoặc của nó, ghét hết cái chưa. Ui rồi nó phệt. Ui rồi, phép đánh quân mình đấy chứ. Ui rồi, con chó này nó cứ chiêu mê hoặc để khó chịu đấy nhỉ. Ui nó hút hết phép của mình. Right at rain là bao nhiêu? 12/15 à. Hút phép này thì là không mất. Thôi phải dựa vào ông này vậy. Khazip. Mẹ cái chiêu mê hoặc này của nó lâu thế cơ chứ lại. Ủa nó phệt. Ui quật có tí nè. Sợ thế nhỉ, đánh bê đánh hai con một lúc chờ rất là gian nhé. Bây giờ là hết luôn cả cái này, không chơi được cái chiêu gì luôn. Không thể nào hạ được cái defense nó xuống. Ui dồi ôi. Đánh khó chịu đấy nhỉ. Ui dồi, bây giờ ông này còn chém nhau đấy. Hết mẹ cả mana này. Không hiểu sao lại bắt mình đánh hai con một lúc. Đánh thì làm chó gì có magic mà đánh nhau nó nhỉ. Chắc là mình chắc là trận sau mình phải kéo thêm một chắc là trận sau mình phải kéo thêm cái hồi hồi magic lại thôi. Hồi MP con chó nó quất này. Nhảy như điên. Ủa, nhảy này.
to the side. Hello. Mẹ mày nhảy như điên. Con mình dựa rất là nhiều vào đánh vật lý này. Ôi, rất là khó chịu luôn. Úi giời, nó quất chết.